Ngày 7 tháng 8, thông tin báo chí, Giám đốc Bệnh viện chuyên khoa sản nhi tỉnh Sóc Trăng xác nhận đơn vị có một bác sĩ nhiễm virus SARS-CoV-2. Người này tên T, 29 tuổi, làm việc tại khoa ngoại nhi. Theo lãnh đạo bệnh viện, bác sĩ T quê ấp Trà Lây 2, xã Thuận Hưng, huyện Mỹ Tú. Người này báo với bệnh viện là có người thân ở đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Sóc Trăng và xin không ở lại bệnh viện. Trong lúc giãn cách xã hội, nhưng bác sĩ này trốn về quê để thắp nhang cho cha trong ngày giỗ. Bác sĩ T khai rằng đã xin một người tên Tài là phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thuận Hưng để qua chốt. Bác sĩ này còn khai đã ôm cổ ông Tài. Liên quan đến trường hợp bác sĩ T, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Sóc Trăng đã đưa 78 trường hợp F1 cách ly tập trung. Những người này có kết quả xét nghiệm lần đầu âm tính với virus SARS-CoV-2. Cạnh đó, hơn 350 cán bộ nhân viên còn lại của bệnh viện và 216 bệnh nhân, người nuôi bệnh được xét nghiệm đều có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Hiện vợ chồng ông Nguyễn Tấn Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thuận Hưng đã có kết quả xét nghiệm RT-PCR dương tính virus SARS-CoV-2 trước khi được đưa đi cách ly điều trị COVID-19. Chiều ngày 5 tháng 8, ông Tài bị Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Tú ra quyết định đình chỉ công tác. Ngoài hai người này, ổ dịch tại đám tang nhà bà TTT gần nhà ông Tài ở ấp Trà Lây ghi nhận thêm hai người ở xã Mỹ Phước, huyện Mỹ Tú và một người ở xã Phú Tân, huyện Châu Thành mắc COVID-19. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo, hãy gửi về vlo@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.